quả Trung Quốc, đồi lốt, hoa quả Việt Nam đang tồn tại tràn lan trên thị trường. Tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, người tiêu dùng nhiều khi mua phải nho xanh không hạt Trung Quốc được treo biển nho Ninh Thuận. Mận, đào, dưa lưới Trung Quốc sau khi qua cửa khẩu được hô biến thành mận Sa Pa, đào Sa Pa, dưa lưới Tiền Giang. Sau đây là ghi nhận tại thị trường Hà Nội. Nho Ninh Thuận, mận Bắc Hà Lào Cai, đào Sa Pa là những loại hoa quả hiện nay rất nhiều người dân tìm mua. Theo khảo sát của phóng viên tại chợ Thành Công Hà Nội, mặc dù những loại quả này đã cuối vụ hoặc đã hết mùa, nhưng lại không khó tìm mua tại đây. Và sau một hồi hỏi thăm, phóng viên truyền hình Thông Tấn đã có câu trả lời khá bất ngờ từ chị chủ sạp hàng. Mình có nho Việt Nam không? Ví dụ nho Ninh Thuận. Có Ninh Thuận nhưng nhà chị không mua. Giờ nó cuối mùa gần cuối mùa của Ninh Thuận, nó nhanh thối. Thế còn về mặt hàng mận thì là mận tàu. Mận bây giờ hầu như mận tàu. Mận miền Nam hết mùa rồi. Mận miền Nam là đến mùng 5 tháng 5, mùng 6 tháng 6 tháng 7 là đã hết mùa. Dưa lưới thì nó là dưa của Trung Quốc. Dưa vàng nó là dưa của Trung Quốc. Còn trên dọc phố Thụy Khuê Hà Nội, những người bán hàng rong luôn chào mời khách mua hoa quả từ vườn quê. Chị ơi, nho này nho gì đấy? Nho Ninh Thuận đấy. Có chắc chắn không? Bây giờ đang hết mùa rồi chị. Chắc chắn 100%. Cứ lấy đây này. Mà không một cân cả, cứ mua thêm cái gì đi, toàn đồ quê nhà chị mà. Vâng, thưa quý vị, sau một hồi mặc cả, tôi đã mua được chùm nho này với giá 55.000 đồng 1 kg. Mặc dù đã cuối mùa nho Ninh Thuận, nhưng người bán hàng lại khẳng định rằng đây đang là giữa mùa nho. Tôi sẽ mang chùm nho này đến cho chuyên gia để hỏi xem liệu đây có phải là nho Ninh Thuận hay không. Thưa ông, xin ông cho biết là đây là chùm nho mà tôi vừa mua trên đường Thụy Khê, thì đây liệu có phải là nho Ninh Thuận hay không ạ? Theo cái cảm quan của tôi ấy, thì cái chùm nho này nó nặng cỡ khoảng độ gần cân đúng không? Đấy. Thế thì một cái tiêu chí ban đầu mà tôi thấy đây không phải là nho Ninh Thuận. Bởi vì cái nho Ninh Thuận ấy thường nó chỉ một chùm nho chỉ khoảng cỡ khoảng độ 200 đến 300 g thôi. Mà cái này tới cân như thế này. Đấy, bởi vì bản thân cái quả nho Trung Quốc ấy thông thường nó to gấp đôi cái nho Ninh Thuận. Đấy. Thế cái nữa cái nho Ninh Thuận này quả nó tròn. Đấy, cái này nho Trung Quốc nó hơi dài. Thế cộng thêm một cái thông tin nữa là cái nho Ninh Thuận thì hiện nay là cũng đã cái riêng cái nho trắng ấy, thì cũng đã hết vụ thu hoạch là cách đây khoảng 2 tháng. Còn nho đỏ thì còn. Thế cho nên là cũng dễ cùng thị trường trên thị trường mà lưu thông cả hai loại nho này thì người tiêu dùng cũng dễ nhầm lẫn. Trên thị trường xuất hiện nho Ninh Thuận không hạt với giá chỉ từ 50.000 đến 60.000 đồng 1 kg, trong khi thực tế không có nho Ninh Thuận không hạt. Ngoài ra, giá nhập hàng hoa quả Trung Quốc thường rẻ hơn rất nhiều so với giá các loại quả đã được đội lốt Việt Nam. Theo thông tin từ cán bộ trạm kiểm dịch cửa khẩu Tân Thanh Lạng Sơn, 5 tháng đầu năm 2016, lượng hoa quả nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam khá nhiều, chiếm khoảng 5.000 tấn. Một cái nguồn hàng mà giá thì lại rẻ, bán thì có lợi, mà lại dễ bán. Đấy. Thì có thể là lượng hàng Trung Quốc vào Việt Nam chúng ta cũng khá là nhiều. Nhưng mà chỉ có điều là đến vào đây chúng tôi thấy không thấy hàng Trung Quốc đâu nữa. Mà chỉ thấy những cái hoa quả mà gắn cái nhãn mác Việt Nam. Các chuyên gia khuyến cáo, để mua hoa quả tươi ngon đúng là của Việt Nam, thì người tiêu dùng cần chọn mua đúng mùa vụ. Các lực lượng chức năng cũng cần phải vào cuộc, kiểm tra nguồn gốc xuất xứ của các loại hoa quả để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong nước. Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật trong chăn nuôi, sau một thời gian ngắn, đàn chim của anh sinh sản khỏe mạnh và phát triển tốt. Đến nay, số lượng đã lên đến 300 cặp.